ốc Cali cùng Tim Hồ xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Tim Hồ đến theo yêu cầu của một vị khách. Đây là căn nhà mà Tim Hồ đang quản lý và khai thác. Thì có một số vấn đề về kỹ thuật, khách hàng phàn nàn và Tim Hồ thay mặt chủ nhà đến để take care cho nó. Nhân tiện thì Tim Hồ cũng mời các bạn hái táo cùng Tim Hồ. Thì mùa này mùa hè cây trái ra rất nhiều, và đặc biệt cái căn hộ mà Tim Hồ đang quản lý khai thác này táo ra rất là nhiều. Mời các bạn cùng Tim Hồ đi hái táo một lần cho biết nha. Đây là những cây táo trong căn hộ mà Tim Hồ đang quản lý khai thác. Thì hôm nay là giữa tháng 8 rồi thì táo cũng đã lớn. Các bạn thấy hôm nay táo rất là nhiều, rất là sai trái. Táo này là táo Tàu chứ không phải là táo Mỹ. Đó, thì thường chủ nhà họ cũng rất là ngại trồng táo này, tại vì cái bộ rễ của nó rất là mạnh, nó có thể làm hư hại các cái nền hoặc là móng nhà. Thì đối với cái căn nhà này thì do chủ nhà họ vẫn rất là thích táo, người ta vẫn trồng, với lại những cái táo này nó hiện nó vẫn phát triển ổn định và theo cái không có gây hư hại nhà, thành ra chủ nhà vẫn duy trì nó. Các bạn thấy táo rất là nhiều, chủ nhà này rất là thích táo, thành ra một căn nhà này có tới 4-5 cây táo rồi các bạn. Đây là phía sau này cũng có táo nè, rất là nhiều. Người ta nói táo này là táo Tàu khô này để nấu chè nấu đồ, nhưng mà bên đây thì cây tới mùa trái đầy đó cũng chẳng ai ăn hết, rồi cuối cùng rơi rụng xuống đất rồi quét sân cho nó mệt. Các bạn thấy cây này rất là nhiều trái nè, đặc biệt những cái trái ở trên cao á có ánh nắng rất là bự và đẹp. Tìm hồn mở cho các bạn xem nha, rất là đẹp. Đó, những cái trái táo rất là bự. Những cái trái trên đó hả, đường kính nó cũng phải 5cm, 6cm đó. Trên nắng, trên cao có nắng thì trái bự và rất là ngọt. Phía dưới này nè, thì gần ở đây thì cũng nhiều táo, nhưng mà không có bự bằng. Chúng ta có thể với tay lấy hái được. Đó. Bên đây họ cũng để những cái bình thức ăn cho hummingbird tới nó ăn. Thì căn nhà này hiện đang được cho thuê với giá $3,650 một tháng. Đây là mức giá thuộc loại thấp chứ không phải là cao. Nhưng mà để mà kiếm phân khúc khách cho cái giá này thì cũng không hề đơn giản. Và đây là cây hồng các bạn, persimmon. Hồng này là giống như ở Đà Lạt chúng ta là hồng giòn á. Thì năm nay cũng được trái rất là nhiều. Cây hồng này bên Mỹ này thì trước đây họ cũng không có ăn, họ cho ngựa ăn. Mà bây giờ dạo này thì thấy cũng có bán. Chắc có người châu Á nhập cư qua họ ăn được, thành ra chia sẻ, rồi dân Mỹ ăn nó thấy cũng ngon, thành ra nó cũng ăn theo. Còn trước đây là cũng không có ăn. Bây giờ cũng là giữa tháng 8 là cuối mùa hè rồi. Từ tháng 9 là bắt đầu trời dịu mát trở lại. Còn bên đây là cái cây này là gọi là cây lấu quật. Thì nó dần giống như trái thanh trà của Việt Nam mình vậy đó. Cây này thì chưa có trái, nhưng mà ra trái thì rất là ngon và thanh. Tim Hồ cũng rất là thích nè. Trái táo này các bạn, cái chín vàng tới lúc nó đỏ. Nó nâu thì hình như nâu là ngọt rồi đó. Nó chuyển hóa từ nó chuyển hóa những cái chất chua thành đường.
đường trái cây rất là ngon. Đó thì tranh thủ hôm nay qua sửa nhà thì Tim Hồ cho các bạn đi một vòng xem mùa táo tàu bên đây như thế nào. Đó thì cây trái rất là sum xê, rất là nhiều ha. Rồi cũng là một cái trải nghiệm của Tim Hồ ở đất Mỹ này. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Địa ốc Cali cùng Tim Hồ. Các bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ quản lý khai thác của Tim Hồ, đừng ngại liên lạc Tim Hồ nhé. Hiện Tim Hồ cũng được rất là nhiều yêu cầu từ các anh chị ở những tiểu bang khác. Họ mua nhà và họ để đó cho thuê, rồi sau này khi mà nghỉ hưu rồi đó thì họ quay trở về Cali nắng ấm, ngập tràn văn hóa Việt Nam để mà sinh sống rất là vui. Cũng như những nhà đầu tư ở Việt Nam cũng có đề nghị Tim Hồ trong việc quản lý khai thác nó, vì họ ở xa mà họ cũng không có nhu cầu định cư ở Mỹ, họ chỉ mua để đó rồi sau này con cháu qua đi học và ở lại. Thì hiện giờ cũng chưa có nhu cầu ở liền, thành ra họ cứ mua để đó thì cũng nhờ Tim Hồ quản lý khai thác. Các bạn đừng ngại liên lạc Tim Hồ theo số điện thoại 657-272-3577 để được tư vấn quản lý khai thác cũng như tư vấn các vấn đề liên quan đến địa ốc, đặc biệt tại khu vực phía nam California này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong lần chia sẻ tiếp theo.